Rồi cả nhà ơi, đưa con dao này các bác biết rồi. Thôi, rồi đây. Người nào mà không dành về giỏi mà họ cắt cái chồi này. Đây, những cái chồi này mập mạp to đẹp tuyệt vời mà họ ghép cho các bác thì các bác lại dính đòn này. Thật sự là rất buồn với những cái người mà làm giống nhà những cái giống này này. Về tận Hòa Bình để mà mua giống đấy các bác này. Đấy. Đấy, các bác nào, anh em nào mà bắt đầu nghiên cứu về cây dổi, trồng dổi nhá, thì biết cái giống dổi này nhá. Đấy. Dổi này, dổi này, dổi đây. Đấy. Đấy, dổi đây. Dổi này là dổi lá to của Hòa Bình đây các bác nhá. Đấy. Các bác trồng dổi đây, các bác phải nghiên cứu kỹ, trồng là phải trồng cái dổi nếp lá nhỏ của Đắk Lắk ấy, gọi là cho sản ấy, thì mới nên trồng nhá. Dổi này thì chắc là em chặt luôn cả cây đi chứ, chứ nó xấu thế này để làm đất gì nhỉ. Đây, dổi đây, cớm hết cả vườn này, để kể cả chục năm nó không có trái đâu các bác. Đấy, cái dổi này này, nếu mà đợi nó có trái mà có mà để mà có hạt và bán phát triển kinh tế thì nói thật với các bác là phải tính theo thâm liên. Đấy. Thì mới có may ra có một quả để mà bán. À, thấy nó chán đời không? Ê, kiến nhục quá. Cái dồi này thì nó đặc biệt, nó không có cái con gì đâu, không có sâu bệnh, không phải phun thuốc. Đấy. Em không bao giờ phải tưới. Đấy, riêng cái dổi thế. Nhưng mà riêng cái dổi lá to này thì đừng mơ có trái. Em rất buồn là trên video một số anh chị em đưa lên YouTube ấy, quay đưa lên YouTube nói là dổi lá to ấy, là nhiều quả mấy nọ kia. Thì cái cây này á mà ghép ra, lấy chồi này mà ghép ra đưa cái ông YouTube đấy mà ông trồng thì tôi cho thêm mỗi cây nữa là mấy trăm nghìn nữa để trồng nhé. Đấy. Bác nào làm ấy phổ biến cho người dân thì có tâm một tí nhá. Dổi nó to đây. Dổi nó to đây này. Bây giờ cái hỏi cái bác làm YouTube đấy ấy, mà quay về dổi nó to ra quả, đưa cho thêm mỗi cái cây bác ấy trồng là thêm mấy trăm nghìn nữa treo vào gốc ấy. Ở bác có thể dám trồng nữa không? Đây, giờ cũng nhé, chặt luôn. Mà chắc em chặt luôn đi chứ. Đấy, để làm gì đâu. Đấy, chả để chả giải quyết được gì cả. Thì em chuyển tay em phang nó đi luôn. Rồi đây. Bao nhiêu năm rồi đây? Bao nhiêu năm rồi đây? Rồi đây. Rồi đây. Hòa Bình ơi, tình yêu em như sông biển rộng đây. Rồi đây. Đấy. Bác nào làm rồi thì bác ấy lưu ý nhá. Nếu mà có nhu cầu trồng rừng ấy, để lấy gỗ đấy, thì đồng ý là chỉ lấy gỗ không ấy, thì trồng dổi này nó ok đấy. Nhưng mà để mà phát triển kinh tế mà lấy hạt thì đừng bao giờ ui giời, đấy đừng bây giờ mách người dân mình trồng cái giống này. Và rồi có mấy dự án này đưa trồng ở mấy vùng cao ấy, đưa toàn bộ dổi này trồng người dân thì to rồi đấy. Các lưu tâm cho em cái này, trồng là phải trồng dổi nếp lá nhỏ ấy. Đấy, khẳng định với các bác chắc lịch như thế. Thì còn bác nào cãi bảo là cây dổi lá to mà nhiều quả các thứ thì vào Đắk Lắk gặp em nhá, vào Đắk Lắk gặp em, em dẫn các bác đi những cái vườn dổi lá to để các bác biết được là nó sai được cỡ nào. Kìa, dổi lá to kia các bác nhìn kìa, cây cao chót vót kìa, cây giống cổ thụ chưa, đã bao giờ được quả nào đâu. Đấy, nên là làm cái gì cho nó đúng vào. Đấy. Cây dổi lép em khẳng định với các bác. Các bác bảo là dổi lép mấy năm có quả nào. Dổi lép có những cây 10 năm, 10 tháng. Thậm chí 8 tháng ra quả ra bông rồi. Nhá. Mà ra bông là nó đậu. Chứ còn cái dổi lá to này thì đừng có mơ. Cái 10 tháng đó phải nhân với tầm khoảng 10 lần đến 20 lần như thế của cái 10 tháng nữa. Thì may ra được một quả chứ. Các bác thấy nó chán đời không? Đấy. 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 Để em phang lốt đi chứ để nó đau đầu lắm.
chán đời không? Đấy, các bác nhìn đấy đi, đây, à, đấy, bác nào nói là dổi nó to thì vào Đắk Lắk các em, để mà biết được là nó năng suất hay không năng suất. Vừa rồi có một số anh chị em đặt cái giống dổi lếp lá nhỏ của em ấy, là có chụp cái video quay cái dổi lá to đấy, ra quả, ra xa, ra trái các thứ đấy, bảo những cái cây đó nó được bao nhiêu, thu hoạch cả cây thì liệu có nổi được tầm khoảng 1 kg quả tươi không đấy. Cái cây của người ta đây là thu cả tính theo tạ, theo yến đấy. Những cái cây dổi nếp em quay đấy các bác thấy, năm thứ tư, năm thứ năm người ta thu hoạch gần 100 kg quả tươi một cây đấy. Mà còn chưa ăn ai nữa này đòi bảo là cái cây mà thu hoạch được khoảng 1-2 cân quả tươi, trong khi trồng 4-5 năm, 6-7 năm thì làm được cái gì. Này, nào em cho dọn vườn, em đưa máy múc vào em dọn vườn chắc em cho bay hết, cho cuốc luôn đi thôi, chứ thà như là nó thẳng như cái cây kia các bác kìa. Đấy, nó thẳng như cây kia kìa. Đấy, thì thôi thì mình dốc đi để mình lấy gỗ sau này. Thế còn nếu mà để những cái cây cong cong này thì sau này nó cũng chả giải quyết được cái gì cả, đúng không? Không giải quyết được cái gì. Đây, cái cây này thì em để được lại đây, tại vì cây này nó thẳng này. Đây. Đây. Gần 100.000 một cây đấy các anh nhá, không phải dổi lá to đâu, cái này là dổi lá gân, dổi tròn, dổi gân đấy. Mua cùng một vườn ươm nhưng mà họ lấy rất nhiều lời về họ ghép. Đấy. Nhưng mà đều cái giống dổi làm cho kinh tế đi xuống, chỉ có được cái tí gì đâu. Trồng cái cây dổi cái thời điểm giá dổi ký 1 kg là 1,5 triệu, 1,5 triệu, 1,8 triệu một ký, cứ nghĩ rằng là vài năm rồi cũng sẽ được gỡ gạc được cái giống, kiếm được đồng để mua cháo mua sữa cho con. Nhưng mà đến giờ phút này đúng là còn phải đi cày thuê cuốc mướn để mà bù vào cái tiền giống này đây. Nha. Quay cho các bác xem cây 8 năm luôn. Lỡ quay luôn đi. Để cho các bác nào tìm hiểu về cây dổi các bác ấy tỉnh táo ra nhá. Đây. Ông thần này 8 năm rồi đây này. Này, to lắm rồi, vanh 80 rồi này. Đó, em dốc hết cành đi rồi. 90 mét rồi. Đấy. Cái này giờ để thì lấy gỗ thôi. Trong này tương lai nó dài khoảng 2-30 năm sau có khi kiếm đồng tiền gỗ. Đấy, còn quả thì chịu rồi, quả thì thua hẳn luôn, chịu bó giỏ đấy, thấy chưa. Thế này các bác nào trồng dổi các bác tìm hiểu cho kỹ vào nhá, đừng có để bị rồi mới hối hận. Bao nhiêu công lao công sức 6-7-8 năm trồng, thà trồng cây chuối kia là có khi còn kiếm được 70-80 nghìn một buồng. Chỉ còn trồng cái ông thần này đúng là sợ thật ấy. Đấy. Những các bác nào nhân giống những cái giống dổi này ra để bán cho người dân thì các bác cố gắng các bác trồng nhiều vào. Đấy, các bác trồng nhiều vào đi, cho các bác biết được nỗi khổ của người dân như thế nào. Đây, đây. Xem những cái video quay này rồi nó gân rồi nó to ra quả ra bông, phát triển kinh tế rất là lộn ruột các bác nhỉ. Đấy. Còn các bác nào muốn biết về cái dổi cao sản Đắk Lắk, dổi nếp lá nhỏ nó sai ở Đắk Lắk nó sai cỡ nào thì cứ về Đắk Lắk của em nhé. Bất cứ một vườn dổi nếp lá nhỏ nào đều sai đu quả đu cây luôn, chứ không phải như thế này đâu. Bác nào có nhu cầu về giống dổi lếp lá nhỏ nhé, dổi chuẩn luôn đấy, dổi cao sản Đắk Lắk ấy. Đấy, cần trồng ấy thì alo cho em số điện thoại là 0989 07 167, chứ đừng đi lại con đường như thế này. Đấy, ngày trước thì cũng nghe một số anh chị em ở Hòa Bình đấy, giới thiệu nghe cũng sướng tai, nào vào bây giờ mới trả giá. Rồi, thế các bác nhá, em làm video này để cho các bác nào quan tâm đến cây dổi các bác nghiên cứu, các bác tìm tòi. Đấy. Đấy, mua chỗ nào cho nó uy tín vào. Đấy, quay lại một lần nữa cho các bác biết về cái giống dổi lá to của Hòa Bình là đến năm. Đấy.
Rồi thì chào các bác nhé.